bạn đang cần phát triển một nhãn hàng riêng với số vốn nhỏ nên chưa biết bắt đầu từ đâu? Hãy khởi nghiệp cùng chúng tôi vì Easyto là lựa chọn tốt nhất có thể đáp ứng được tất cả các nhu cầu mà bạn đang quan tâm. Với quy mô lớn nhất Việt Nam, Easyto sản xuất tất cả các dòng bột đang rất hot trên thị trường, có thể điểm qua như bột detox, bột tăng vòng 1, bột tăng cường sinh lý nam, bột kento cùng nhiều dòng bột thảo dược khác. Các sản phẩm chất lượng tạo nên tên tuổi của chúng tôi bao gồm bột cần tây, bột keo, bột rau diếp cá, bột cỏ lúa mì, bột tía tô xanh. Bên cạnh đó là công nghệ sấy dẫn đầu thị trường khi đã đầu tư tất cả các loại máy sấy hiện đại bao gồm máy sấy lạnh, máy sấy chân không, máy sấy thăng hoa. Ưu điểm chính là giúp bột giữ lại màu sắc, mùi vị cùng những giá trị dinh dưỡng ở mức cao nhất. Easyto còn sở hữu công nghệ nghiền lạnh siêu mịn độc quyền, nhờ đó loại bỏ được hết thành phần sơ thô, giúp màu bột luôn xanh đẹp và dễ dàng tan đều trong nước. Đặc biệt, bột Easyto được kiểm soát vi sinh đạt chuẩn quốc tế thông qua quy trình thanh trùng bằng hơi nước nóng. Chúng tôi có nhà máy với đầy đủ các tiêu chuẩn về an toàn vệ sinh thực phẩm, bao gồm các chứng nhận quốc tế như FDA, HALA, ISO, HACCP. Nguyên liệu đầu vào có chứng nhận Việt Gap, Global Gap, Organic. Easyto được thành lập và lãnh đạo bởi CEO Trương Thế Tiến với hơn 11 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu, sản xuất và gia công các sản phẩm cao cấp trong ngành nông nghiệp. Anh đã tham gia và khẳng định được vị thế của trí tuệ Việt Nam tại hàng loạt diễn đàn quốc tế về công nghệ chế biến thực phẩm. Trong những năm qua, CEO của Easyto luôn là một doanh nhân được truyền thông đưa tin với tinh thần khởi nghiệp trong giới trẻ. Hiện anh đang sở hữu nhiều mô hình kinh doanh với hàng nghìn đại lý lớn nhỏ chuyên sản xuất và phân phối bột sinh tố Easyto, tinh chất thảo dược Keto, mì cải keo cùng hàng loạt sản phẩm nổi tiếng khác. Hợp tác với Easyto, bạn không chỉ tìm được một đơn vị gia công đảm bảo chất lượng cho nhãn hàng của mình mà bạn còn được bảo mật thông tin hợp tác cùng công thức độc quyền để tạo ra lợi thế cạnh tranh trên thị trường. Bạn sẽ không cần phải lo lắng về chi phí đầu tư. Từng là một người khởi nghiệp nên CEO Trương Thế Tiến sẽ đồng hành và hỗ trợ bạn ngay từ những ngày đầu với đơn hàng tối thiểu chỉ với 1 triệu đồng. Ngoài ra khi hợp tác, bạn còn được đích thân đội ngũ lãnh đạo công ty hỗ trợ tư vấn về chiến lược bán hàng cho sản phẩm mà bạn đang hướng tới. Bạn sẽ không thể nào tìm được một đơn vị có những ưu đãi lớn đến như vậy. Khởi nghiệp đường dài thì chất lượng luôn là giá trị cốt lõi. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi và chúng ta bắt đầu giúp những ý tưởng tuyệt vời của bạn thành sản phẩm giá trị tới tay người tiêu dùng.